Hôm nay chủ nhật đúng không các chị? Dạ, chủ nhật. Được nghỉ à? Nào, em nghe làm ông địa, anh tí em sư tử. Úi dồi, chạy xung quanh ông địa. À, sáng nay á? Các chị học thêm có nhiều không? Thế thì khác gì đi học bình thường đúng không? Vẫn đi học mà. Đi học vẽ, còn má nào bình thường thì tới trường. À, con vẽ hà, học vẽ, rồi cho đi học thêm vẽ, cho học vẽ. Đáng nhẽ hôm nay học vẽ à? Bữa tối mới được đi chơi, chứ phải chủ nhật. Thế là sướng rồi, đây em nghe đâu, đội mũ ông Điệp đi. À, chỗ đấy, đấy, con múa đây, múa cho các chị xem. Mấy ngày tập luyện nào? Mỗi ngày tập luyện múa nào, chị đánh trống cho em múa đi. Múa đi, lắc lên. Đúng rồi, thế đấy. Em nghe. Hôm nay là lại thích múa lân. Bắt bố quay phim cho xem này. Múa đi em, múa đi. Xoài. Nào. Đấy đúng rồi, chân phải đứng kiểu ấy, nó đẹp. Em nghe, đầu ông địa đâu, đội vào đi. Em làm ngay một phần đuôi á, phần đuôi cũng không lăn này. Không chạy kịp theo anh đâu, con đội ông địa vào. Đây nào. Em nghe tránh ra nào cho anh tí trèo ghế nào. Kìa em nghe tránh nha, em nghe muốn trèo à, ngã bây giờ. Ngã, ngã rồi ra kia ngồi với chị. Ra ngồi với chị đi. Chị, ra ngồi với chị. Chị bế em ra. Ờ à. Rồi, đấy, chơi đấy thôi. Ngoái đầu sư tử ác thế. Ngoái mông nữa chứ. Phải ngoái cả mông nữa thế nào. Sư tử ngoái mông này. Đây chú mượn, chú đánh trống cho em múa xem nào. Đi múa nhá. Ôi em nghe bốc hoa ở đâu vậy? Dạ bốc hoa chạy. Chết rồi. Bốc hoa của bà rồi. Không được hái hoa của bà chứ đang đẹp. Chuyên gia đi hái hoa. Anh tí múa đợt này múa đẹp đấy.
mua tiếp nhá. Bây giờ con tiến được kia lại đây, xong là mua. Phải đi từ đằng kia về đây. Đây là khán đài nhá. Bố đang ở đây là khán đài. À, con ngồi xuống. Đúng rồi. Xong rồi bố đánh như này là con tiến lên trên này. Xong rồi đánh vào nhịp phát là mình múa. Được chưa? Nào. Tiến lên. Tiến bước lên trên. Đi lên. Bước lên hẳn chỗ này này. Rồi, múa. Học thêm à? Bạn đi dép đi được không? Đi lấy dép. Em nghe có gì đấy? Ô, vỏ bưởi à? Nhặt đâu đấy? Nhặt chị à? À, chắc nhà anh xì rồi. Hai chị Kim Ngân, Kim Ngọc. Chú vẫn chưa phân biệt được. Đây là Kim Ngọc. Wow, xài. Đây là Kim Ngọc. Hai chị em giống nhau, xinh đuôi. Nên là chú không nhận ra được. Ơ bên em. Nặng không? Em bị ngã, đau chân. Tí đâu rồi? Tí rồi chân nó đi. Sư tử đi lấy dép mà lâu thế nhỉ? Sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông đi lấy dép lâu đấy nhỉ? Lâu thế. Ra đây rồi. Ủa. Tiếp à? Rồi ok mệt rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang màn vẽ tranh. Vẽ tranh có xấu quá. Lấy màu ra vẽ nhá. Không muốn sư tử nữa. Thôi kết thúc màn 4 lần. Cảm ơn các bạn.